khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Điệu Đà gọi vốn tận 3 tỷ cho dự án 18 cộng, Phi Thanh Vân bị chê phủ phàng, lan man lạc đề. Mọi nỗ lực thuyết phục của Phi Thanh Vân đều công cốc. Khi cảnh sát nhận định phần thuyết trình của nữ diễn viên bị lạc đề vì không nói rõ đến đây làm gì. Như thông tin gây xôn xao từ vài ngày qua về sự xuất hiện của Phi Thanh Vân tại chương trình Sắc Tăng, Thương Vụ Bạc Tỷ, tối ngày 2 tháng 10, cuối cùng phần dự thi này của nữ diễn viên Cô Gái Xấu Xí cũng chính thức được lên sóng và gây ra những phản ứng khác nhau từ dàn sắc cũng như khán giả. Trong tập này, sắc Nguyễn Thanh Việt, sắc Đỗ Liên, Phạm Thanh Hưng, Dung Nguyễn tiếp tục ngồi ghế nóng, bên cạnh đó là sự trở lại bất ngờ của sắc Thái Vân Linh giữa thời gian bầu bì. Tại đây, đúng như trailer giới thiệu trước đó, Phi Thanh Vân thực sự đến để gọi vốn. Cô bước ra với một trang phục màu đỏ và giới thiệu vô cùng điệu đà. Chào mừng tất cả các sắc ngày hôm nay. Đến với lớp học của em, lớp học hạnh phúc để thành công được như các sắc đã phải tốn thời gian để học, để trải nghiệm, nhưng đó là những kỹ năng cứng. Việt Nam chúng ta 100 triệu dân, bao nhiêu người được như vậy? Nếu như những người phụ nữ muốn được hạnh phúc trong cuộc sống, trong hôn nhân của mình thì ở đâu sẽ dạy họ? Ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu một vấn đề, đó là hiểu được người đàn ông thích gì và hiểu được người phụ nữ thích gì trong tình yêu, trong hôn nhân của mình. Có quá nhiều người phụ nữ ở Việt Nam họ không biết làm sao để giải quyết được mâu thuẫn trong chính gia đình của mình và dạy cách để cho chúng ta có thể bảo vệ những đứa con. Trẻ em bị xâm hại ở Việt Nam chiếm con số gần 68%. Đây là con số đáng để chúng ta thật sự nghiêm túc nhìn nhận rằng chúng ta cần phải dạy dỗ để bảo vệ các con một cách chu đáo nhất và dạy kỹ năng mềm cho các con. Đó là phần thuyết trình của em, xin cảm ơn các sách. Giới thiệu cả một bài dòng văn tự như vậy, nhưng Phi Thanh Vân không làm dàn sắc và khán giả hiểu được rốt cuộc cô đang giới thiệu dự án gì như thế nào. Sắc Linh lập tức hỏi xoáy đáp xoay nữ diễn viên. Tại sao em nghĩ chỉ có phụ nữ tạo ra hạnh phúc trong gia đình, tại sao không có trách nhiệm của người chồng để tìm cách làm vợ hạnh phúc? Phi Thanh Vân trả lời, câu hỏi này rất là tuyệt vời ạ. Thực sự, khi để giữ gìn hạnh phúc gia đình, có một câu nói rất là hay, người phụ nữ là phong thủy trong nhà, tạo nên nguồn vui, tạo nên tiếng cười, tạo nên sự ấm no trong nhà. Nghe đến đây Sắc Linh tiếp tục hỏi lại, vậy có nghĩa là người đàn ông không có trách nhiệm gì hết? Phượng với cách trả lời điệu đà, Phi Thanh Vân đáp lại, dạ vẫn có, tạo hóa tạo ra các anh là trụ cột của gia đình. Sắc Linh nhăn mặt lắng nghe, chưa nghe hết câu lập tức hỏi lại, vậy người phụ nữ không có vấn đề gì để lo hết? Nữ diễn viên vẫn nhiệt tình trả lời, dạ vẫn có. Sắc Linh hỏi rất đúng, các anh cần phải làm kinh tế rất nhiều, các anh cần phải mở rộng công việc business của mình. Sắc Linh luôn có những phản hồi nhanh chóng, phụ nữ cũng làm cái đó. Phi Thanh Vân lại khẳng định rằng các sắc nam ở đây sẽ không thể tạo được nhiều những sự lãng mạn. Em nghĩ đó là một phần là trách nhiệm rất lớn của phụ nữ. Nghe cô diễn viên thuyết trình dài dòng, Sắc Việt dường như sốt ruột, mất kiên nhẫn. Ông hài hước nói, dạy xong chưa, để học sinh còn về. Nghe vậy Phi Thanh Vân mỉm cười. Sắc Hưng lên tiếng, bạn ra đây mà chưa nói mình đến đây để làm gì? Theo như format chương trình, đến gặp các sách để làm gì? Sách Việt là lý dẫm trả lời, dạy các sách. Làm các giám khảo còn lại bật cười. Phi Thanh Vân nhỏ nhẹ, em không dám dạy đâu ạ. Lúc này Sắc Hưng đã hỏi một câu như trong trailer trước đó tung ra. Xin hỏi em hai câu, một là chương trình Sắc Tăng Việt Nam có cần phải gắn mác 18 cộng không? Nếu mà gắn thì xin lỗi, anh phải chuyển sang một chương trình khác phù hợp hơn. Hai là mục tiêu của em đến đây để làm gì? Nữ diễn viên cất tiếng, nhưng nói lại vấn đề, em không dám dạy các sắc vì em còn phải đi theo các sắc để học rất nhiều. Sắc Liên liền nhắc lại câu hỏi của Sắc Hưng trong chương trình có gắn mác 18 cộng không, để Phi Thanh Vân trả lời đúng chủ đề. Nữ diễn viên nói, nếu dạy về tâm sinh lý thì chúng ta cần gắn mác 18 cộng, nhưng ở đây chúng ta còn có một chương trình nữa là dạy kỹ năng cho các bé. Em xin lỗi Sắc Thủy, vậy Sắc Thủy mong muốn gì ở người vợ của mình? Câu nói của Phi Thanh Vân làm Sắc Phạm Thanh Hân tím mặt phật ý vì sự cố nhằm nhọt tên anh. Sắc Thủy hôm nay không ngồi đây. Sắc Nguyễn Ngọc Thủy ngồi ghế nóng ở mùa 1, còn đây là mùa 3. Dàn cá mập của chương trình cùng quay sang Sắc Hân phì cười. Phi Thanh Vân chấp tay kính cẩn, dạ em xin lỗi Sắc, cho em hỏi, trong hôn nhân thì Sắc mong muốn gì ở người vợ của mình? Sắc Hân trả lời, đương nhiên là muốn mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc thì bao gồm nhiều thứ. Hạnh phúc là làm cho mình cảm thấy được tôn trọng, tôn vinh, cảm thấy mình được như một ông hoàng. Nữ diễn viên nói trên thực tế không phải ai cũng hiểu điều đó.
Sắc Liên dường như cũng sốt ruột sau quá trình trình bày của Phi Thanh Vân. Giáo trình của em là cái gì để em muốn dạy? Từ nãy em đứng ra. Hãy nói về lý do em đứng đây thôi. Sắc Việt cũng mất kiên nhẫn lần nữa. Đừng nói về tôn chỉ mục đích nữa mà nói hẳn em đến đây để làm gì. Sắc Hưng một lần nữa nhấn mạnh. Hôm nay em đến đây để làm gì? Đáng lẽ em phải nói ngay khi em xuất hiện. Đến lúc này Phi Thanh Vân mới nói mục đích cô đến đây để gọi vốn. Và nhờ một người bạn là đồng sáng lập công ty với cô ra để trình bày, Sắc Việt nhắc nhở. Bây giờ phải nói cho nhanh và nói cho vuông, thế thôi. Khi người bạn của nữ diễn viên bước ra, Sắc Hưng thở phào, may quá đến đây để gọi vốn. Sắc Việt bật cười, cứ tưởng đến đây để dạy mình. Sau khi bạn của Phi Thanh Vân ra trình bày, các Sắc mới hiểu, hóa ra họ đến đây để gọi vốn cho một ứng dụng tư vấn tâm sinh lý, giải quyết nỗi đau cho FA người độc thân, gia đình không hạnh phúc và trẻ em bị xâm hại. Dù ý nghĩa xã hội của dự án rất tốt nhưng vẫn không thuyết phục được các Sắc về nhiều vấn đề liên quan, thậm chí còn mơ hồ. Sắc Liên còn nhắc về phần trình bày của Phi Thanh Vân. Thông điệp em nói ngay lúc đầu chị cực kỳ không đồng ý, chị rất phản đối thông điệp đó. Chị nghĩ nếu mà em tiếp tục đưa ra thông tin đó ở Việt Nam là mình sẽ gây thêm những cái hại cho phụ nữ, cho mối quan hệ tại Việt Nam. Chị rất mong các em thay đổi thông điệp đó, tại vì nó cực kỳ sai và nó khiến phụ nữ mình trở lại 100 năm. Người bạn của Phi Thanh Vân giới thiệu thêm rằng nữ diễn viên là một chuyên gia tâm lý trong dự án này. Phi Thanh Vân nói em chỉ là một trong những chuyên gia, em dạy phụ nữ sự tự tin quyến rũ là chính mình. Sau khi các Sắc khác nhận xét, Sắc Việt bày tỏ, bạn áo đỏ, bạn giới thiệu hơi bị lạc đề một chút, bạn không nói rõ bạn đến đây để làm gì. Sau đó, ông đã hiểu dự án của họ nhằm giúp cho phụ nữ và trẻ em. Ông cho rằng dự án có tiềm năng nhưng chưa có kế hoạch cụ thể, mà định giá lại quá cao, tiền của Sắc không phải là vô biên, Sắc Việt nói. Sau khi Phi Thanh Vân và người bạn cảm ơn ra về, Sắc Lưng đã bày tỏ với các Sắc, em định đầu tư rồi đó, nhưng bạn đấy đã quên hoàn toàn làm sai lệch cái thông điệp. Trong hậu trường, Phi Thanh Vân chia sẻ, khi được tham gia vào Shark Tank đã là một hạnh phúc với cô rồi. Về phía khán giả, ngay sau khi chương trình phát sóng trên fanpage chương trình, cũng có rất nhiều bình luận về phần dự thi của Phi Thanh Vân. Đa số đều cho rằng, phần trình bày của cô đã làm mất điểm đối với các Shark. Thậm chí, nhiều khán giả bày tỏ rằng họ muốn tắt TV chuyển kênh với cách trình bày dài dòng của nữ diễn viên cô gái xấu xí.